Con chó. Con thỏ đâu? Nhà con thỏ không phải chỗ đấy đâu. Đúng chưa? Con nhìn thấy đúng chưa? Đúng rồi. Thế còn con mèo đâu? Con mèo đâu? À, con mèo có cái bông, đúng rồi. Con thằn lằn, đúng rồi. Con thằn lằn nó có bể kính màu xanh giống con thằn lằn nó biến hình này. Đúng rồi, thằn lằn biến hình đấy. Cái cá này, rồi. Chúng con chim ở đâu con? Đấy là con chim thì phải ở trong lồng không nó bay mất đúng không? Đúng rồi. Chính xác. Đúng rồi. Thế bây giờ con sang một bài khác nhé. Con thử trang trí bể cá đi. Không phải bài này à? Thế con chơi bài này nhé. Hay chơi bài nào? Hay là hai cô? Hay màu sắc? Con thích chơi, con chọn bài đi. Con thích chọn bài nào? Con thích chơi bài nào? Bài này không? Hay là gì? Con lợn nhá. Hay là lắp con các con vật nhá. Em có thích lắp con vật không? À, con sư tử hả? Con rùa, con khỉ đột. Vẫn chưa chọn được bài ưng ý à? Hay là kênh thông Noel nhá, trang trí nhá. Ok. Mình chơi cho kênh thông Noel nhá. Đã. Đâu, đây là hình trái tim này. Con lắp hình trái tim đi. Không đúng, hình trái tim ở đâu nhỉ? Con nhìn xem hình trái tim đâu. Đây là hình trái tim này. Ờ, trái tim. Đâu, từ từ con đang lắp hình gì đã? Hình vuông đâu? À, ok, đây là hình vuông, đúng rồi. Đây là hình vuông này. Từ từ, hình đấy là hình tròn, đúng rồi. Đâu, hình đấy là hình gì con? Hình oval, đúng rồi. Đấy là hình gì nhỉ? Hình chữ nhật, có màu hồng. Đúng rồi, tiếp tục. Hình tam giác đâu? Đúng rồi, hoan hô. Đây là màu đỏ này. Đúng không? Đây là màu xanh blue này. À, bây giờ con lại trang trí con gì? Trang trí sẽ chơi bài gì tiếp nào? Con định chọn đi. Con chọn xem con thích chơi bài gì. Con dính bằng cái gì? Bằng dính đúng không? Mẹ lại cứ tưởng con dính bằng dính à? Rồi bây giờ con chọn đi, hình trái tim ở đâu nhỉ? Đâu hình trái tim đâu? Đâu hình trái tim đâu rồi?